về đây để tham dự một buổi lễ rất đặc biệt này. Đặc biệt, kính thưa quý cha tuyên lý của giáo phận bạn cũng như giáo phận nhà, cùng tất cả quý phụ huynh, quý ông bà, anh chị em đang hiện diện ở đây. Đặc biệt, các con đại diện cho các giáo xứ trong giáo phận chúng ta đã được thăng cấp huynh trưởng và hiện diện ở đây ngày mà chúng ta tuyên bố thành lập Liên đoàn Gioan Phaolô Đệ Nhị Thánh Quan Thầy của chúng ta. Đây là một biến cố đặc biệt đối với giáo phận và đối với mục vụ giới trẻ. Bởi vì thiếu nhi thánh thể là một thành phần của công giáo tiến hành. Và công giáo tiến hành có mục đích là giúp các thành viên hiểu đạo, sống đạo, rồi loan báo đạo, loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa và ngay cả những người đã biết Chúa mà hôm nay đang gặp khó khăn, đã bỏ hay đang lơ là. Các con sẽ là những chiến sĩ của Chúa, hiểu đạo sâu, đạo Chúa. Rồi trong cuộc sống của các con phải làm sao để đạo của Chúa được nhiều người yêu mến và nhiều người biết và nhiều người theo hơn. Và với tư cách là thành phần của công giáo tiến hành thì thiếu nhi thánh thể đương nhiên là nằm trong mục vụ của giáo xứ. Và ước mong rằng trong tương lai thì tất cả những người trẻ ở lứa tuổi của các con sẽ vào thiếu nhi thánh thể, sẽ được là đoàn ngũ hóa dần dần, ấu rồi thiếu rồi tráng. Và chúng ta coi đó như là phần của mục vụ. Và trong tương lai chúng ta sẽ mời những huynh trưởng, những người phụ trách về thiếu nhi thánh thể đến để có lần nói chuyện và giúp cho các cha xứ hiểu rõ hơn vai trò của thiếu nhi thánh thể. Giáo phận của chúng ta cũng như đất nước chúng ta cũng đang trên giai đoạn biến đổi. Và cái biến đổi đi vào kinh tế thị trường đó là một bước tiến quan trọng. Bước tiến đó đã giúp đất nước chúng ta đi lên, ra khỏi thời bao cấp. Nhưng mà trong cuộc đời này, bất cứ cái tốt nào cũng có cái mặt trái của nó. Hoa hồng nào mà chẳng có gai. Cái thời mở cửa sẽ đem đến một số tai ương, một số chướng khí. Nhưng mà nếu không mở cửa thì đất nước không bao giờ đi lên được. Đất nước sẽ càng ngày càng tụt hậu. Chính vì vậy, các con phải được chuẩn bị để làm sao trong giai đoạn mới, trong giai đoạn mở cửa, trong giai đoạn đất nước đi lên, mà trong giai đoạn nước Việt Nam cũng đang phấn đấu để lên, tiến lên hàng ngũ của những nước phát triển, nước công nghệ, công nghiệp. Và để như vậy, để lên nước công nghiệp thì đòi hỏi con người Việt Nam phải ra khỏi cái nghĩ của thời nông nghiệp, thời tiểu nông. Phải có những người có trình độ, có sáng kiến, những người phải chế tạo ra những sản phẩm của xã hội công nghiệp, là có tầm nhìn, tầm suy nghĩ, nếp sống của xã hội công nghiệp. Nếu không thì như người ta nói, Việt Nam sẽ rơi vào bẫy của phát triển trung bình. Và cứ mỗi năm cứ lè tè ở khâu phát triển trung bình là không bao giờ trở thành nước tiên tiến, một nước công nghiệp mà chúng ta đang mong muốn. Điều đó đòi hỏi giới trẻ phải khác hơn thế hệ cha như ngày trước. Chính giới trẻ phải lớn lên là những người có suy nghĩ, có khả năng, có sáng kiến. Cách đây ít lâu, người ta mới vui mừng vì Việt Nam đã sản xuất được mấy con ốc của iPhone. Điều vui mừng đó là một niềm xấu hổ. Cả một đất nước như vậy, 4.000 năm văn hóa,
bây giờ mới sản xuất được mấy con ốc mà đã vui mừng. Và chính vì vậy, một cô gái ở Long An, cô ấy đã làm cho chúng ta, cho nhà nước và cho những người lãnh đạo cũng phải xấu hổ. Cô ấy đeo cái tai, bông tai, đeo một cái con ốc để nói rằng khi cả nước băn khoăn không sản xuất được nổi mấy con ốc thì Long An sản xuất được con ốc đây, làm để đeo bông tai. Ước mong rằng các con là người dân của xứ Nghệ, người dân của giáo phận Vinh, quê hương chúng ta quê hương nghèo, nhưng mà truyền thống có học hành, truyền thống sáng tạo, truyền thống tri thức nằm ở đây. Chính các con phải suy nghĩ để rồi có cái đổi đời. Và bước đổi đời đó bắt đầu từ bước chân của các con. Một chuyện nữa mà các con phải biết, đó là năm 1960, tính theo thu nhập bình quân trên đầu người, thì miền Nam Việt Nam hơn Nam Hàn. Lúc đó Nhật đã đứng đầu, rồi sau đến Singapore, rồi đến Đài Loan, sau đó đến Phi Luận Tân, rồi miền Nam Việt Nam, Thái Lan, rồi Indo đứng lại sau, và mới đến Nam Hàn. Nhưng mà hôm nay, năm 2014, thì các con có biết cái sự chênh lệch đó như thế nào không? Thu nhập bình quân trên đầu người của Nam Hàn hơn Việt Nam 14-15 lần. Một quãng thời gian dài đi qua như vậy, 54 năm mà người ta đã tiến như vậy, mình không những không tiến mà lùi, không những dầm chân tại chỗ mà lại lùi. Và cái đau nhất hơn nữa là hiện thời có 90.000 người Nam Hàn đang hoạt động và sinh sống ở Việt Nam, cũng như có 90.000 người Việt Nam đang làm ăn và sinh sống tại Nam Hàn. Nhưng mà hai bên khác nhau ở chỗ đang làm gì? Đa số của 90.000 người Việt Nam sinh sống và hoạt động ở Nam Hàn là ô sin và lao động phổ thông. Con số mà làm ngành nghề chuyên môn có lẽ đếm được trên đầu ngón tay. Cha cũng ước mong rằng tay của cha nhiều như tay của Đức Phật để có thể đếm thêm người Việt Nam chuyên nghiệp đang hoạt động ở Nam Hàn mà không chỉ có 12 ngón. Trong khi đó, 90.000 người Nam Hàn cũng đang sống và hoạt động tại Việt Nam, đó là giám đốc của các tổng công ty, giám đốc của các xí nghiệp, rồi kỹ sư, chuyên viên. Chúng ta thấy về số lượng giống nhau, nhưng mà chất lượng khác nhau như thế nào? Chắc chắn rằng 10 năm nữa, 15 năm nữa, không hiểu rằng các con sẽ ở đâu, sẽ đi đâu, sẽ đang làm gì. Rất có thể nhiều người trong các con sẽ ra nước ngoài để sinh sống, để hoạt động. Điều đó là điều dĩ nhiên. Cũng rất có thể một số các con sẽ sang Nam Hàn. Điều đó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà cái mà cha muốn và đất nước chúng ta muốn, gia đình chúng ta muốn là các con không tiếp tục con đường của những người lớn đang hoạt động và sinh sống ở Nam Hàn để tiếp tục là ô sin hay chỉ bằng lòng với lao động phổ thông. Điều đó đòi hỏi ngay từ bây giờ các con phải được đào tạo kỹ hơn về trí cũng như về tâm, về đạo đức cũng như về chuyên môn. Cha ước mong rằng thiếu nhi thánh thể sẽ rèn luyện các con trở thành những con người có ý chí, có nghị lực, có hiểu biết và có trách nhiệm đối với bản thân mình, đối với gia đình mình, đối với đất nước mình, đối với quê hương của mình, và trách nhiệm để làm sao đưa dân tộc
nhích lên một tí và không bằng lòng với những quảng cáo, không bằng lòng với những khẩu hiệu và tuyên truyền mà góp phần đưa dân tộc này lên bằng cố gắng của mình, bằng lao động của mình, bằng sáng kiến của mình, bằng thực lực của mình. Hôm nay trong ngày khai mạc của ra mắt của Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Gioan Phaolô đệ nhị, một đức giáo hoàng tầm cỡ của thời đại chúng ta, đứng đây dưới cờ của Liên đoàn, cha ước mong rằng với nghị lực của các con, với truyền thống của những ông đồ nghề, của những nhà trí thức, nhà cách mạng của quê hương đất nước chúng ta, 10 năm nữa, 15 năm nữa thì ước mơ hôm nay sẽ dần dần trở thành sự thật, để rồi không phải một lần nữa phải đau lòng nhắc lại những con số, những sự kiện mà mỗi lần nhắc đến khiến chúng ta phải đau lòng như vậy. Xin Chúa và Thánh Gioan Phaolô đệ nhị luôn luôn đồng hành với các con, và nhờ lời cầu bầu của Thánh Quan Thầy, các con sẽ lớn lên trong sự thật, lớn lên trong chân lý, lớn lên về tâm lý, lớn lên về nhân bản, lớn lên về tri thức, và nhất là lớn lên trong sự kết hiệp với Chúa. Bởi vì nếu không được đụng chạm với Chúa, không tiếp xúc với Ngài, không bao giờ chúng ta có thể trở thành người Kitô hữu đích thật, và càng không có thể trở thành thành viên đích thực của Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Gioan Phaolô đệ nhị. Xin Chúa chúc lành cho tất cả